Bữa nay Thảo làm ba chỉ lắc xả tắc nè, mời mọi người ăn thử nha. Rồi bây giờ Thảo sẽ ăn thử nha. Cái này là mồi rất là bén luôn nha. Đó, đã chưa? Nhai cái miếng tắc á, nó đã. Xin chào mọi người, bữa nay Thảo sẽ ăn thịt ba chỉ chiên giòn nha. Cái này là ướp sẵn rồi, cho nên mình sẽ ăn thôi chứ mình không có chấm cái gì hết. Đó, nhìn nè, nhìn cái miếng thịt ba chỉ nè, xuất sắc chưa? Rồi mời mọi người nha. Cái này là ướp sẵn rồi nha mọi người. Cái này giòn hơn nữa nè.